Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 22 danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều và ơn nghĩa quý hơn bạc và vàng. Kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau, Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai. Người khôn ngoan thấy điều tai vạ và ẩn mình, nhưng kẻ ngu muội cứ đi luôn và mắc phải vạ. Phần thưởng của sự khiêm nhường và sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là sự giàu có, sự tôn trọng và mạng sống trong đường kẻ gian tà có gai chông và cây bẫy. Ai gìn giữ linh hồn mình sẽ cách xa nó. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Người giàu quản hạt kẻ nghèo, kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn. Kẻ nào gieo sự bất công sẽ gặt điều tai họa và cây roi thạnh nộ nó sẽ bị gãy đi. Người nào có mắt từ thiện sẽ được phước vì người ban bánh mình cho kẻ nghèo khó. Hãy đuổi kẻ nhạo bán ra thì sự cãi lẫy cũng sẽ đi. Điều tranh cạnh và sự sỉ nhục sẽ hết. Ai ái mộ lòng thánh sạch và có duyên nơi môi miệng mình sẽ được vua làm bạn nghĩa. Mắt của Đức Giê-hô-va coi giữ người có tri thức nhưng Ngài đánh đổ lời kẻ gian tà. Kẻ biến nhát nói, có con sư tử ở ngoài đó, tôi sẽ bị giết tại giữa đường. Miệng của dâm phụ vốn là một cái hố sâu. Ai bị Đức Giê-hô-va giận sẽ sa ngã vào đó. Sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Người nào hà hiếp kẻ nghèo, ác sẽ làm cho nó giàu có, và ai cho kẻ giàu có chỉ làm cho người xa vào sự thiếu thốn. Hãy lắng tai, nghe lời kẻ khôn ngoan, khá chuyên lòng con về sự tri thức ta. Vì nếu con gìn giữ nó trong lòng con, lập nó ở chung nhau trên môi miệng con, thì ấy thật một sự tốt đẹp. Ngày nay, ta đã dạy cho con hiểu biết các điều đó, để con có lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, ta há chẳng có chép cho con những điều tốt về mưu luận và về tri thức sao, để làm cho con biết sự quả quyết của lời chân lý, hầu cho con lấy lời thật mà đáp lại với những người sai con. Chớ bóc lột kẻ nghèo bởi vì họ nghèo, cũng đừng hà hiếp người khốn khổ nơi cửa thành, vì Đức Giê-hô-va sẽ binh vực duyên cớ của họ và đoạt lấy sự sống của kẻ có cướp lột họ chớ làm bạn với người hay giận chớ giao tế cùng kẻ cường bạo e con tập theo đường lối nó và linh hồn con bị bẫy hãm hại chăng chớ đồng bọn cùng những kẻ giao tay nhau hoặc cùng kẻ bảo lãnh nợ nếu con không có gì trả cớ sao con muốn chúng đoạt lấy cái giường con đi chớ dời đi các mộc giới cũ mà tổ phụ con đã dựng con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng? Người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua, chứ chẳng phải ở trước mặt người hèn hạ đâu. Chương 13 Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói thiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó lại bỏ thân mình để chịu đốt song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi tình yêu thương hay nhịn nhục tình yêu thương hay nhân từ tình yêu thương chẳng ghen tị chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn. Xong lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. Ngày nay, chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ. Đến bây giờ, chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau. Ngày nay, tôi biết chưa hết. Đến bây giờ, tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Nên, bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. Chương 22 Elipha người thê mang bèn đáp rằng Loài người có ích lợi chi cho Đức Chúa Trời chăng? Người khôn ngoan chỉ ích lợi cho chính mình mình mà thôi. Dầu ông công bình, đấng toàn năng có vui chi chăng? tánh hạnh ông trọn vẹn ấy được ích lợi gì cho ngài sao? Có phải vì ngài sợ ông nên ngài trách phạt và xét đoán ông chăng? Sự dữ của ông há chẳng phải lớn sao? Các tội ác ông há không phải vô cùng ư? Vì ông đã lấy của cầm của anh em mình vô cớ và lột quần áo của kẻ bị trần chuồng. Ông không cho kẻ khác xin nước uống, chẳng ban cho người đói bánh ăn. Còn người cường thạnh đất tất thuộc về người. Ai được nể vì đã ở tại đó. Ông có đuổi kẻ quá bụa đi tay không? Bẻ gãy nơi nương nhờ của kẻ mồ côi. Bởi cớ ấy, ông bị bẫy bao vây và sự kinh khủng thình lình làm ông rối cực. Hoặc tối tâm ngăn cản cho ông không thấy và nước tràn chìm ngập ông. Đức Chúa Trời há chẳng phải cao như các tường trời kia hãy xem chót các ngôi sao cao biết bao nhiêu. Còn ông nói, Đức Chúa Trời biết điều gì? Ngài có thể xét đoán ngang qua tâm tối đen kịt sao? Đám mây mịt mịt che phủ Ngài nên Ngài chẳng thấy. Ngài bước đi trên bầu các tầng trời. Ông sẽ giữ theo lối xưa mà các kẻ gian ác đã đi sao? Chúng nó bị trút diệt trước kỳ định. Cái nền họ bị dòng nước đánh trôi đi chúng nó nói với Đức Chúa Trời rằng, Chúa hãy lìa khỏi chúng tôi, lại rằng đấng toàn năng sẽ làm được gì cho chúng ta. Dẫu vậy, Ngài có làm cho nhà họ đầy vật tốt, Nguyện các mưu chứa kẻ ác hãy cách xa tôi. Người công bình thấy điều đó và vui mừng, còn người vô tội sẽ nhạo bán chúng nó mà rằng, kẻ giấy lên cùng chúng tôi quả hẳn bị diệt, và kẻ nào sót lại của chúng, lửa đã thiêu đốt đi ấy vậy ông hãy hòa thuận với ngài hãy ở bình an nhờ đó phước hạnh sẽ giáng cho ông hãy nhận lãnh luật pháp từ nơi miệng ngài và để các lời ngài vào lòng của mình nếu ông trở lại cùng đấng toàn năng tất ông sẽ được lập lại nếu ông trừ bỏ sự gian ác khỏi trại mình ném bửu vật mình vào bụi đất và quăng vàng ô phia giữa các hòn đá của khe thì đấng toàn năng sẽ là bửu vật của ông. Ngài sẽ là bạc quý cho ông. Vì bây giờ, ông sẽ được vui sướng nơi đấng toàn năng và được ngước mắt lên cùng Đức Chúa Trời. Ông sẽ cầu khẩn cùng Ngài, Ngài sẽ nghe lời mình và ông sẽ trả xong lời khẩn nguyện mình. Nếu ông nhất định việc gì, việc ấy chắc sẽ được thành. Ánh sáng sẽ chói trên đường lối mình. Khi người ta gây cho mình bị hạ xuống, thì ông sẽ nói rằng hãy chổi lên. Còn kẻ khiêm nhường, Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi. Đến đổi Ngài sẽ giải cứu kẻ có tội. Thật, kẻ ấy sẽ nhờ sự thanh sạch của tay ông mà được cứu. Chương 23 Gióp đáp rằng, cho đến ngày nay, sự than siết tôi hãy còn cay đắng. Tay đè trên tôi nặng hơn sự rên siết tôi. Ôi, chớ chi tôi biết nơi nào tìm được Chúa, hầu cho đi đến trước tòa án của Ngài. Tôi hẳn sẽ giải bài duyên cớ tôi trước mặt Ngài và làm đầy miệng tôi những lý luận. Tôi sẽ biết các lời Ngài đáp lại cho tôi và hiểu điều Ngài muốn phán cùng tôi. Chúa há sẽ lấy quyền năng lớn lao Ngài mà tranh luận với tôi sao? Không, Ngài sẽ chú ý về tôi. Tại đó, người ngay thẳng sẽ luận biện với ngài và tôi được thoát khỏi kẻ đoán xét tôi đến mãi mãi này tôi đi tới trước nhưng không có ngài tại đó tôi đi lại sau song tôi cũng chẳng nhìn thấy ngài qua phía tả khi ngài đang làm công việc đó song tôi không phân biệt ngài được ngài ẩn tại phía hữu nên tôi chẳng thấy ngài nhưng chúa biết con đường tôi đi khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng. Chân tôi bén theo bước Chúa, tôi giữ đi theo đường Ngài, chẳng hề sai lệch. Tôi chẳng hề lìa bỏ các điều răng của môi Ngài, vẫn vâng theo lời của miệng Ngài hơn là ý muốn lòng tôi. Nhưng Chúa đã một ý nhất định, ai làm cho Ngài đổi được? Điều gì lòng Ngài muốn, ác Ngài làm cho thành điều ngài đã nhất định cho tôi tất ngài sẽ làm cho xong trong lòng ngài còn có lắm điều khác giống như vậy bởi cớ ấy tôi kinh khủng trước mặt ngài khi nào tôi tưởng đến bèn sợ hãi ngài vì đức chúa trời khiến lòng tôi buồn ruộng đấng toàn năng làm cho tôi hoảng sợ vì tôi chẳng sợ sệt bởi sự tối tâm cũng chẳng sợ hãi vì u ám mù mịt che phủ mặt tôi chương 24 Nhưng vì đấng toàn năng đã định kỳ phạt ác, cớ sao Ngài không khiến kẻ nhận biết Ngài được thấy Ngài ấy? Có người dời suột mộc giới, ăn cắp bầy chiên rồi dẫn cho ăn. Chúng cướp dẫn lừa của kẻ mồ côi, lấy bò của người quá bụa làm của cầm. Chúng khiến kẻ nghèo lìa bỏ đường chính đáng, kẻ khốn cùng của thế gian đồng nhau đi ẩn tránh. Kìa, vừa sớm mai, chúng đi ra làm công việc mình, tìm lương thực mình như lừa rừng nơi đồng vắng. Đồng vắng cấp thực vật cho con cái chúng nó. Chúng nó thâu góp rơm cỏ tại trong đồng ruộng, mót trái nho trong vườn nho của kẻ làm ác. Trọn đêm, chúng nó nằm trần truồng không quần áo và chẳng có mền đắp khỏi lạnh. Chúng nó bị dầm mưa núi, không nơi đuột, bèn nép mình vào hòn đá có người cướp kẻ mồ côi cha con bú bắt thế chân áo trên mình kẻ nghèo đến đổi người nghèo phải đi trần không áo vác những bó lúa mà bị đói chúng ép dầu trong kho chủ mình đạp trái nho nơi thùng mà bị khác từ trong thành nổi lên tiếng thở than của người ta linh hồn kẻ bị thương kêu vang song đức chúa trời không kể đến tội ác vẫn phạm tại đó cũng có kẻ khác thù nghịch với ánh sáng, không biết đạo của ánh sáng và chẳng đi trong con đường nó. Vừa rạng ngày, kẻ giết người chối dậy, giết kẻ nghèo khổ và túng cùng. Còn ban đêm, nó như kẻ trộm. Mắt kẻ hành dâm cũng trông ngóng khi chập tối, mà nói rằng chẳng một mắt ai sẽ thấy tôi, và nó che kín mặt mình. Đang đêm tối tăm, chúng nó khoét nhà, ban ngày lại rút ẩn mất chúng nó chẳng biết ánh sáng. Buổi sáng vốn là bóng chết cho chúng nó thay thải, vì chúng nó biết sự kinh hãi về bóng sự chết. Chúng nó qua trong chóng như vật nhẹ trôi nơi mặt nước. Phần nghiệp họ bị rủa xả tại trên đất, chẳng còn trở về lối vườn nho nữa. Sự khô hạn và sự nắng tiêu tan nước tuyết đi. Âm phủ cũng làm như vậy cho những kẻ có tội. Lòng mẹ sẽ quên chúng nó đi các sâu bọ ăn ngon chúng nó. Người ta không còn nhớ họ nữa và sự gian ác sẽ bị bẻ gãy ra như cây cối. Chúng nó cướp giật người đàn bà son sẻ không sinh con, chẳng làm điều lành cho người quá bụa. Xong Đức Chúa Trời lấy quyền năng Ngài mà bảo toàn người thế lực. Ngài đỡ lên, kẻ hết trông được bảo toàn mạng sống mình. Đức Chúa Trời ban cho chúng sự vững vàng, chúng nương cậy nơi sự ấy. Nhưng con mắt Ngài coi chừng đường lối của chúng. Chúng được cao trọng, đoạn một ít lâu chẳng còn nữa. Chúng ngã xuống, bị cất đem đi như mọi người khác. Họ bị cắt như ngọn giá lúa vậy. Nếu điều đó chẳng vậy, ai bắt lẽ tôi nói dối và diệt lời giảng luận tôi ra hư không? Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con, thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ổ ế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Con nguyện thánh linh đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của thánh linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngài. Con cảm ơn Chúa con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi đức chúa trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài và con thành kính dâng lên cha lời cầu nguyện trong danh chúa Giêsu Christ Amen cảm ơn bạn đã nghe chương trình tĩnh nguyện radio buổi sáng bạn ủng hộ chương trình bằng cách like chia sẻ chương trình tiết kiệm rộng rãi trên mạng internet cộng đồng cảm ơn bạn hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo chúa yêu bạn rất nhiều